Sau khi truyền thông Israel đưa tin, bộ binh nước này tiến vào nội ô thành phố Gaza trong ngày 6 hoặc 7 tháng 11, các cuộc giao tranh trên đường phố thành phố Gaza nhiều khả năng làm thương vong đôi bên tăng cao. Trước đó, quân đội Israel cắt đôi dải Gaza thành hai nửa vào đêm ngày 5 tháng 11 và gọi đây là giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột. Thông tin liên lạc ở Gaza bị gián đoạn lần thứ ba, lần này kéo dài suốt đêm về sáng. Theo AP, chắc chắn Hamas sẽ tận dụng hệ thống đường hầm tinh vi của mình để đánh trả. Israel đến giờ vẫn bác bỏ đề nghị tạm ngừng giao tranh của Mỹ để cứu trợ nhân đạo và tạo điều kiện giải cứu khoảng 240 con tin. Lời kêu gọi của các nước Ả Rập, bao gồm Jordan và Ai Cập, lệnh yêu cầu chung của những người đứng đầu 11 cơ quan Liên Hiệp Quốc và 6 tổ chức nhân đạo về lệnh ngừng bắn lập tức cũng bị Israel bỏ ngoài tai. Quân đội Israel cho biết vẫn để mở hành lang sơ tán cho dân thường Gaza đi về miền Nam. Khoảng 1,5 triệu người Gaza, tức 70% dân số giải đất, đã rời bỏ nhà cửa kể từ cuộc tấn công làm chết hơn 1.400 người Israel của Hamas ngày 7 tháng 10. Trong đó, khoảng 800.000 người chạy xuống phía Nam. Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết hiện có hơn 23.000 người bị thương cần được điều trị khẩn cấp ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra.